Đây nè, thấy đập đá nó lấy nó cán này rồi, lấy búa đẻo nè. Dạ, cho xin bánh chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ, hôm nay thì cả gia đình ngoại giống như Trang, giống như mẹ Di Tư với bé Hương thì sáng đây đang chuẩn bị bánh tiêu ông bà cô chú anh chị. Thì với được sự hỗ trợ của anh Lê Bao Nhiêu hỗ trợ cho bé Hương thì đem bánh tiêu của miền Tây lên miền Đông ông bà cô chú anh chị ơi. Đây là bánh tiêu thì được anh Nhiêu hỗ trợ, đó là 6 kg bánh tiêu cùng với trà đào. Giờ này thì cả nhà đang tranh thủ buổi sáng mình làm số bánh tiêu này đem qua bên bên làng làng Suối Nhung á, để tặng cho những người bà con dân tộc thiểu số đó bà cô chú anh chị. Lên đây thì đồ nghề không có, sàn khác bánh tiêu bằng ống tiếp. Nói chung là mình cũng khó khăn á. Mặc dù là dạ, mặc dù nó có một chút khó khăn là tại vì ở trên đây á là không phải chỗ đây mà chuyên làm bánh, nên là mấy chị em cũng không có những cái công việc giống như là máy xay sân tố đó, mình xay bánh tiêu thì cũng không có đem theo. Nên á là ngọ hôm qua khi mà khi mà đập đá dứa là mình phải lấy búa mình đập, đập xong rồi mình mới nhồi. Có có những công việc làm như thủ công làm bằng tay á, nó làm cho mình ký ức là hồi xưa, giống như thời mà ba mẹ mình còn hồi nguyên thủy thì không dám nói, nhưng mà cái thời ba mẹ mà còn khó khăn á, chưa có những cái công nghệ á, giống như là máy xay sân tố đâu á, thì những tất cả những công việc đó thì cũng làm bằng tay, như là mình cũng đang được trải nghiệm về hồi xưa vậy á. Làm có hơi một chút khó khăn nhưng mà cảm thấy gia đình cảm thấy rất là vui luôn, tại vì đây là những số bánh mà làm rất là sự ý nghĩa. Tại vì những cái vùng như thế này á, là những đứa bé nó muốn ăn những cái bánh này nó phải ra ngoài chợ mới mua được á. Nhưng mà đặc biệt những cái bánh như thế này của mấy chị em thì mang cái thương hiệu là hầu như là nó làm bằng cả tấm lòng, giống như là không dám nói là mình sẽ làm ngon hơn ai, nhưng mà đây là bánh tiêu đặc biệt của gia đình Giang, đó là một công thức rất là đặc biệt, nên nó là hôm nay chính thức bánh tiêu miền Tây được lên miền Đông. Dạ, sẵn đây thì cho bé Hương gửi lời cảm ơn đấy anh Lê Bao Nhiêu luôn. Đây. Thì em cũng xin cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu đã hỗ trợ cho em số tiền để mà gửi đến các bé những cái bánh và những ly nước. Thì hôm qua khi mà mấy em nghe hẹn là ngày mai cho bánh á, mấy em vui lắm. Kêu mấy em là ngày mai là khoan hả đi lượm hộp đều nghe, sáng đợi lấy bánh nước rồi hả đi nghe, mấy em vui dữ lắm luôn. Là đứa nào cũng là dạ dạ. Rồi cũng hẹn mấy cô, mấy chú, mấy anh, mấy chị ở đó là sáng cũng tới ăn bánh cùng chung với mọi người rồi hả đi làm á. Mọi người cũng vui vẻ lắm. Thì sáng nay thì gia đình của Hương thì 4 giờ sáng là đã thức rồi, thức thì chuẩn bị. Thì chuẩn bị tới giờ này thì trời cũng rạng sáng chắc cũng có 5 giờ ha. 5 giờ mấy rồi đó. Thì khi mà chiên xong thì bắt đầu cả nhà sẽ xách đi qua bên đó rồi phát cho mọi người. Ây da. Cháu gán nó chật lên chật xuống. Dạ thì bây giờ Trang đã vô tới chỗ để mà phát bánh ngày hôm nay đó mà cô chú anh chị. Ở đây là chỗ mà phát gạo hôm trước luôn. Ở đây mấy em sáng mấy em tập hợp nè, hứa hẹn với mấy em là 7 giờ sáng đang cho mấy em có bánh ăn, có nước đem lên gãy luôn, đi ra lượm đều đó bà cô chú. Sao sáng giờ có ăn gì chưa hả? À, chừng nào mới đi lượm đều? Chút hả? Mấy giờ đi? Bữa nay có đi không? Nay có đi lượm đều giờ không? Có. 9 giờ hả? Thì cái này là có lương thực để mình đi rồi ha, đây là giống như lương khô với nước á, đem lên trên gãy lượm ha. Đút trên kia luôn ha, lượm trước trên kia hả? Sao bánh hôm qua tới bữa nay mới ăn như vậy? Hả? Để dành hả? Để dành hả? Để dành hả? Sao không ăn đi, để dành? Tiếc hả? Tiếc hay sao không ăn? Sao? Để dành đi học hả? Rồi, ăn giống đi chứ hả? Thấy khùng quá ha, để dành đi học. Và chó cũng sắp hàng nữa kìa. Chị cưng không? Chị hai sắp hàng, chị hai sắp hàng. Bây giờ cho cô vô sắp hàng chứ được không? Cho cô ngồi đây nha. Nha, cho cô sắp hàng, cô lấy trước nha. Nhường cô nha.
nhiều hơn. Dạ ngày hôm nay thì được anh Lê Quang Nhiêu hỗ trợ cho bé Hương, thì bé Hương có nấu trà đào nè, rồi có làm bánh tiêu. Sáng thì cả nhà mình cũng tranh thủ lắm á, tại vì bánh này thì mình cần phải sáng là phải nắng bột, xong rồi phải cán rồi mới chiên. Ở trên đây thì những cái thiết bị dụng cụ để mình làm bánh thì không có, nên nó chiên nó cũng hơi gặp khó khăn, nên nó cũng hơi trễ. Nhưng mà đổi lại cái bánh ở đây nha, cho những mấy em thì những cái bánh nóng hổi ngon. Nè hai, khi mà mấy con nhận bánh mấy con gửi lời cảm ơn nghe không? À giỏi quá trời giỏi rồi, ngoan quá, cưng quá. Tí xíu có đi lụm điều không hả? Không nè, nó nghe nè, không có đi lụm điều là không được lãnh bánh nha, tại vì đây là lương khô cho mấy chị đi lên lãnh, là đi lụm điều mà. Giờ đổi ngược lại, giờ có đi không hả? Có luôn rồi. Bắt chấp luôn rồi, giờ là có rồi. Hứa là lấy bánh thôi đi lụm điều nha, nha. Dạ đi không? Lấy bánh rồi có đi không? Đi. Cự lấy bánh rồi đi rồi, bắt chắc rồi. Sắp hàng nè, trời ông chen hàng ghê không? Nãy ông bên đây nè, giờ ông qua đây nè. Rồi con có đi lụm điều không? Con có đi lụm điều không? Có. Vậy ông mới lớn mà ông có mới đi lụm điều nữa hả? Đi nữa hả? Đi ra đi chơi ta ăn chứ. Đi chơi không hả? Đi, rồi ai coi? Ai coi em? Đi theo đi chơi. Ờ, đi theo gồm với bà ngoại hả? Tụi nó đi với các con, các con phải coi kì, em kỹ nghe không? Không, em đi nhỏ lắm. Mấy con đi xa lắm. Mấy con đi xa lắm hả? Con đi tới đâu? Đi tuốt ở dưới đó. Ngày con lụm được bao nhiêu ký? Lên trên đời luôn. Dạ hả? Mấy con lụm theo nhóm hay lụm theo ca? Bạn ơi, lụm cá nhân là lụm nhiêu vậy bác nhiêu? Theo tao. Theo nhóm hả? Rồi chia ra hả? Thì chia ra mỗi ngày được nhiêu, ngày hôm qua lụm được nhiêu, chia ra được nhiêu? Chia ra đứa được nhiêu con? Con chia ra đứa được nhiêu? Bạn này nhiều tiền nhất mà. Nhiêu, bạn đó được bao nhiêu? Không biết em mà nhiều không? Qua con được bao nhiêu? Bao nhiêu tiền, bao nhiêu tiền? Qua con được bao nhiêu tiền? Không biết, ăn hết rồi. Ăn hết rồi hả? À, chân chạy. Cửa hàng rồi chưa? Mấy con chuẩn đợi chút nha. Mấy cô chuẩn bị xong rồi mấy cô đông khách cho con nha. Chuẩn bị chút nha, đợi chút đi. Mình có bọc không? Có bọc không? Có bọc một lần. Tắm không vô. Để đắp giống như đắp cho kẹp kẹp nếu màu. Nhưng mà cái nắp này vô lại nó chắc. Đúng rồi. Đẩy đẩy 100 ly là lạc nhất luôn. Đẩy đẩy kiếm đi ấy. Đẩy kiếm đi. Bây giờ người cần người đẩy. Xử lý giùm chị cái này coi. Cho nó nhức. Muỗng đâu? Muỗng giống mút đâu mày? Nhận bánh liền nha. Rồi hồi nãy cô Trang nhận các con sao? Khi mà mình nhận bánh, nhận đồ của người khác tặng thì mình nói gì nè? Trời ơi, giỏi nha. Rồi bây giờ phát nha. Rồi con nói gì? Rồi giỏi, đứng lên về nè. Có cái gì khó khăn gì? Con nói gì? Giỏi. Bỏ qua bỏ qua dục vô mình chưa được. Cho nó nhắc. Đây. Con nói gì? Trời ơi sao đi ăn giấy? Rồi về ăn bánh đi nghe, đừng ăn giấy nữa nha. Nói gì con? Giỏi. Đây. Con cảm ơn con nào. Cảm ơn. Giỏi. Đây, tới gái con nói gì nè? Giỏi. Đây. Giỏi. Cảm ơn cô.
Đây tặng cho con. Giỏi. À. Đó cái nào cũng vậy. Đây. Alo anh cô. Giỏi. Yeah. Yeah, chưa vô thêm phần nữa đi. Vô thêm phần nữa đi. Đây, gà lớn hả? Ờ gà lớn gì trước đi. Heo đâu nó mời heo vậy nữa. Lên mày quả vô đó. Đây. Rồi có lương thực lên gãy nha con. Có cái này vô, có cái này vô. Không, không được. Rồi, giỏi. Trời sao biết cô Trang nữa? Giỏi người ta. Đây. Con cái cô Trang. Giỏi. Ủa sao không rồi? Dưới đây được cơ. Dưới dưới rồi, dưới rồi. Giờ qua bên kia, đằng cá con vô bãi lên. Đây, giờ qua vô bọc đi. Đây. Nè. Mẹ con về đi nha. Rồi, cho chú phần đi, bắt đầu vô bọc, chờ chút, vô bọc. Hãy thấy mớ bọc qua đây còn vô thích. Mấy hồi em qua đây em bước em vô biết phải không? Các em phát nước luôn đi thôi, chị đưa bánh luôn. Đây cho con về trước nè, ẩm em nặng lắm. Đây, em vô, em cho em không? Từ đúng rồi. Có nắp dễ vô còn, không có khó vô. Muốn. Đây cho em mày nữa. Đây. Anh em. Sao Hồng ơi, có cái mặt chai sợ không? Cái này. Con múc không? Con múc phía lại nha. Chắc chắn là có rồi. Đây ẩm em về trước đi. Đợi chưa nha, đợi nha. Ủa bà có chút chéo rồi kìa. Con múc hả? Đó. Rồi giỏi. Mày lấy hết dép không bò? Ly còn gấp á. À đây còn nít. À đồ má mất quá trời nè. Có vợ rồi này. Chị lấy bánh số mày mẹ giờ giỏi có cái nó phật vô liền chưa cảm ơn cô rồi tới lần này cô gặp em cô này ăn bánh là đi làm một điều luôn không. Đi làm học đi đâu. Không ăn bánh đâu, không đi làm đồ ăn. Dạ. Ăn bánh đây. Ngồi. Ha. Đâu, ông hút rồi. Bỏ ông bánh tiêu nó, quên nó. Vui. Đâu ra? Lên mày. Con có chưa? Lên mày. Đợi bánh mình qua tới đây giống còn ấm ấm không? Mấy chiên mà. Rồi em ăn cám mừng chạy vô lại lấy bánh, lấy bánh. Đây, em bao nhiêu tuổi rồi? Em 12. À, cô con ơi. Rồi. Cũng đông lắm chứ bộ. Từ em chưa có hả? Em chưa có hả? Em cũng biết uống đó hả? Trời à, lấy rồi đó chưa? Đó giờ. Em cũng biết lấy rồi nha. Em không biết uống mẹ uống. À chị con hả? Rồi. Rồi vô, còn vô chị, người lớn. Chị con đi lượm điều sớm hả? Rồi. Còn ai chưa có không? Rồi bây giờ mình đã tặng cho con nít xong rồi mà. Mình sẽ tặng cho con nít, tặng cho người lớn. Con cho con xin ly kìa, nè. Em cảm ơn cô. Em mà cảm ơn cô. À, xin lỗi mấy con. Kìa. Có trẻ em và người già nha. Có trẻ em và người già luôn. Tôi xin một phần cho cô. Mày là người lớn ra mấy người nhận một phần luôn đi. Cô uống nước ở nhà. Mấy chú mấy cô ơi, ai có uống nước, ai có ăn bánh rồi qua mình nhận luôn hả cô? Qua luôn chị Miếp ơi, tới luôn. Rồi nít là không có lấy tiền với người lớn, người 5.000 nha. Không chị hả? Đây chị qua đứng ở đây chị. Con gửi chú nha. Rồi.
Rồi, từ từ. Có nhân viên hỗ trợ đừng lo. Ủa đi đâu sớm vậy? Ủa, Tâm Ma đâu đây nữa? Đây em gửi chị. Rồi. Đẹp luôn rồi. Cảm ơn nha. Con lại nhanh lắm này cậu. Xin cho chị hai đó hả? Có mặt mới đặt tên, không có mặt không đặt tên được. Bên đây phát, bên đây chỉ biết vô thôi. Dạ. Ai đứa nào, bé có chồng hả? Không, chị á. Không có đứa nào lấy rồi mà. Heo. Heo hả? Dạ, giờ chị đứng ở đây chờ chút xíu, bên đó là nhân viên phát hàng. Nè gọi chị đi chút rồi. Cảm ơn. Bóp méo mó chứ. Nó cứng quá bóp méo mó rồi. Con có né vàng giờ để thấy không? Cái nào bị dướng người thì con phải né nha. Có cái này nè. Tại vì chiến đầu cho nên là chưa chuẩn bị, nói chung là không có biết đường để chuẩn bị á. Phải rút kinh nghiệm lần đầu mới được. Lần sau lên làm trà sữa đi. Còn nữa không? Con cũng mong lần sau có được hỗ trợ kinh phí thì tụi con sẽ lên làm trà sữa. Con gửi chú nha. Cậu biết thế đẩy của nó rồi đây nè. Anh ơi, lên đây bánh ăn u nước nè anh ơi. Ra đó. Mới ngon lành. Tiêu trà đào của quá trời. Trà đào rồi. Có người lớn mà. Có hồi nãy bé lớn xong bây giờ bé nhỏ đâu. Rồi, lúc này hai giờ phe tới giờ chiên bánh với làm trà đào ấy nè. Đặc biệt nhà làm nhà. Cho em thêm một phần. Cho anh đi đi. Không mát ruột thôi. Ở đây anh cứ đứng qua đây đi rồi có người phát, có nhân viên phát. Có nhân viên. Có đây là nhân viên đóng gói. Đóng bao bì. Đó, chị nhìn đâu ra đây? Đây nè. Đâu? Hai chồng hả? Để lấy luôn hai phần luôn. Dạ dạ. Dạ chú lại con đây, con đưa gửi cho chú hai phần. Đưa chi cho chú. Rồi cảm ơn nhiều nha. Chú uống mà chú vui là tụi con vui rồi. Vô cái bánh có nước vô đi nhận yêu. Anh ơi, bánh nước kẹo qua đây, bánh nước kẹo. Vừa cái hộp qua bánh. Qua đây, trời ơi. Trời ơi, bất ngờ nữa. Hại là nhảy hại bao tử đi nha. Con chú bé tuổi đang kìa, con có thể cho xin dùng hai phần cho hai đứa bé xin đôi không? Đôi luôn. Cảm ơn, hai phần hai đứa bé xin đôi. Hai phần bánh đưa vào. Dạ, này đủ. Con Khải phải không? Rồi. Để đưa cho anh phần nữa kìa. Rồi vậy là đủ chưa? Đâu? Em lại đây. Bánh đâu? Bánh nhiêu ly đó được rồi? Bánh nào? Ngon hơn bánh tiêu ở đây có mua không? Ngon hơn không?
vừa ăn vừa uống nước luôn, quá đi. Chứ này là đo bụng đi lục đều vậy ha. Đương nhiên rồi, chị lụm đều mà, quần áo rồi nè. Ngày lụm mấy ký, ngày lụm mấy ký? Hả? Ngày con lụm mấy ký? Hả? Ngày con lụm mấy ký? Mẹ con đúng không? Mẹ con đúng không? Nhà ba đứa con hả chị? Bốn đứa. Đứa này, rồi đứa bé ẩm đó, đứa bé ngồi chổng. Rồi rồi con biết rồi, hôm qua con gặp rồi. Con nhớ bé này rồi, bốn đứa. Con là chị Hai hả? Chị Hai, năm nay bao nhiêu tuổi chị Hai? Chị Hai 9 tuổi rồi, chị Hai lớp mấy rồi? Ngày nào cũng đi lụm đều hay sao? Đi học về đi lụm hả? Ngày hôm qua lụm được nhiêu? Chà, mẹ ơi, ngày hôm qua có nguyên một tóp đi lụm đều á, là về hỏi cô Trang hỏi hay là lụm được bao nhiêu tiền. Cái mấy bé đó là về mẹ thu hết trơn hà. Cái này là chết rồi, chứ này mẹ lên sóng truyền hình mẹ thu tiền hết trơn rồi. Cậu này nè, ngày hôm qua về đưa tiền hết rồi, mẹ có cho tiền lại không? Hả? Không có, không, mẹ con đâu? Mẹ con bỏ. Mẹ con bỏ rồi hả? Dạ. Con được mấy chị em? Con được 4 chị em. 4 chị em, chị con bao nhiêu tuổi? Chị em con 15. Chị con 15. Anh con 16, 17. Anh con 16, 17 hả? Rồi con một còn một người em không? 19 tuổi rồi. Con còn em không? Không. Là con nhỏ nhất đó hả? Một con có đi học không? Không có đi học không? Không có mẹ đâu. Con không có đi học hả? Dạ. Rồi mỗi ngày con phải đi lụm đều vậy hả? Dạ. Con có nhà riêng không? Con ở chung Bắc Hai. Là con có nhà riêng không hay là con ở chung? Ở chung. Ở chung hả? Cậu quá không bà cô chú. Cậu bé này Trang rất là thích nè. Ngày hôm qua cậu đi lụm đều á, về Trang gặp á, cậu quải bọc đều 15 kg. Trang có đi vô căn phụ luôn là 15 kg. Lụm với bác á, hai bác cháu hả? Bác con là bác trai hay bác gái? Bác gái. Bác gái hả? Mẹ bỏ rồi. Em hỏi là bác trai hay bác gái mà. Đi lụm giúp gái, rồi con lụm rồi xong rồi con đi căng vậy hả? Dạ. Kinh quá ha. Không, nghỉ học rồi, con nghỉ học lắm, lớp mấy? Lớp 3. Lớp 3 hả? Là nghỉ học năm rồi hay là năm nào? Năm rồi. Năm rồi hả? Thế thương quá à. Con học giỏi không? Chắc học chữ ngôn không á. Cưng quá. Dạ thì bây giờ thì cuối cùng đã hỗ trợ hết phần nước với bánh của anh Lê Văn Nhiêu, đã hỗ trợ cho trong cái suối nhung đó bà cô chú anh chị. Hôm nay thì mấy đứa cháu rất là vui khi được uống những cái mà món nước, cũng có thể là có những đứa bé chưa từng được uống. Bánh thì bánh tiêu cũng có thể là thông dụng theo tùy theo chỗ, xong rồi ở đây cũng có bán nhưng mà cái mùi vị thì lại khác nhau tùy theo mỗi thợ. Nhưng mà hôm nay thì Trang với bé Hương như gia đình cũng rất là vui khi được sự hỗ trợ của anh Lê Văn Nhiêu, thì mới có được hỗ trợ vô đây để hỗ trợ cho những đứa bé như thế này có được những ly nước uống mát nè, có những cái bánh ăn để no bụng để mấy em được đi lên gãy khỏi phải đem cơm theo. Trang cũng như thay mặt cho gia đình cũng như thay mặt cho những đứa trẻ, những người dân địa phương ở đây trong suối nhung, Trang chân thành gửi lời cảm ơn đến anh Lê Văn Nhiêu rất là nhiều. Trang gửi lời chúc sức khỏe đến anh. Trang mong anh lúc nào cũng luôn thật nhiều sức khỏe, công việc lúc nào cũng luôn được thuận lợi và thành công nhất. Còn bây giờ thì bé Hương sẽ có lời gửi lời cảm ơn đến anh Lê Văn Nhiêu. Hương, em cảm ơn anh Nhiêu đi Hương. Dạ, thì em xin chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Thì nhờ có sự hỗ trợ của anh Lê Văn Nhiêu thì em đã gửi được đến cho các em nhỏ và quý ông bà, cô chú ở đây những cái bánh tiêu cho chính tay em và gia đình cùng làm. Rồi những ly nước trà đào cũng là tự gia đình làm. Thì cảm thấy mọi người ở đây vui vẻ thì gia đình cũng rất là vui vẻ. Mặc dù là thức rất là sớm, 2-3 giờ sáng là cả gia đình đã thức dậy làm rồi. Lời cuối thì em cũng xin cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu rất là nhiều. Chúc anh thật nhiều sức khỏe. Cũng hy vọng là sắp tới tụi em sẽ có nhiều cái chuyến thiện nguyện như thế này hơn, để mang thật là nhiều niềm vui, tiếng cười đến cho các em nhỏ ở những vùng xa xôi khó khăn như vậy.
Dạ, xin cảm ơn. À, dạ, hôm nay thì cho Trang, đây là cái video cuối cùng khi mà Trang được những nhà hảo tâm hỗ trợ lên cái chuyến thiện nguyện miền Đông như thế này. Thì cho Trang xin gửi lời cảm ơn rất là nhiều vì có sự hỗ trợ của những nhà hảo tâm mà Trang với gia đình mới có một chuyến thiện nguyện hôm nay thật là ý nghĩa. Nghe những câu chuyện của những đứa bé cũng giống như là những gia đình trong những cái xuống nhung như ngày hôm nay, có những đứa bé khi còn rất là nhỏ phải mang trọng trách là vừa là chăm em cũng vừa là kiếm việc là xin nha, giống như là đi lượm điều về để phụ ba mẹ để có thêm tiền để sinh hoạt cuộc sống. Đó là những em mà trong khi đó là có 6-7 tuổi, 9-10 tuổi mà 11-12 tuổi, là như ngày hôm qua nay là Trang đã có hỏi vài bé, cũng nghe những bé tâm sự mỗi ngày đi lượm điều về, khi bán thì rất là vui, còn đi về thì bé nói những câu nghe thấy thương lắm, đi về mẹ thu hết rồi. cái đó là những bé nó có tinh thần trách nhiệm đó mà cô chú anh chị. Theo như Trang cũng có con, một đứa cũng 12 tuổi, một đứa là 7 tuổi, nhưng mà hai bé nhà Trang chỉ biết ăn hoặc là suy nghĩ giống như là chưa có biết kiếm đồng tiền như những đứa bé ở trên những cái vùng cao như thế này. Mục đích mà Trang cũng mong muốn là chở các con lên đây để cho các con thấy những em, những anh của mình phải vất vả gian nan từng ngày để mới có cuộc sống mưu sinh như thế này. Thì Trang cũng rất là gửi lời cảm ơn những nhà hảo tâm đã cho Trang có một chuyến thiện nguyện, khi mà làm một chuyến thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn như thế này để tạo nuôi cho mình được cái tâm từ bi, giống như là sau này mình có vất vả như thế nào, giống như là có những khó khăn như thế nào, mình có thể nhớ lại những chuyến thiện nguyện có những anh, những chú, những ông, những bà và những đứa trẻ ở đây đã trải qua những ngày còn vất vả hơn mình rất là nhiều. Khi ở đây mình may mắn đi vào cái mùa nắng, đường xá nó cũng còn thuận tiện, khi mà những cái mùa mưa tới còn đường xá còn đường đất có những cái khó khăn vất vả, giống như những cái việc lưu thông, giống như là cái việc mà tụi em phải sinh sống hàng ngày trên những con đất, trên cái đường đất như thế này, đó là những cái khó khăn của mấy tụi em. Trang hôm nay rất là vui, sau một chuyến thiện nguyện này Trang cảm thấy là còn rất là nhiều niềm vui khi mà Trang trở về với miền Tây, một vùng đất là ở dưới là gọi là vùng đất đồng bằng sông Năm, đồng bằng trồng lúa đó bà cô chú. Trang cũng không biết phải nói gì hơn khi mà lên đây gặp những đứa trẻ nè, giống như là trên đây có những cái khó khăn, mọi chỗ nó sẽ có những cái khó khăn riêng, nhưng mà chung vi lại là Trang rất là thương mến các em những vùng núi cao như thế này, nó để cho Trang tạo thêm một cái điểm lực, Trang phải cố gắng hơn nữa để mà sau này được sự tin tưởng của những cô chú anh chị, để mà Trang có cơ hội tiếp tục lên những cái vùng cao như thế này, hay là có cơ hội để mà trở lại cái vùng suối Nhung trên Bình Phước để mà có cơ hội tiếp tục hỗ trợ cho các em những phần quà yêu thương nhé, đến những đứa trẻ trên đây nữa, vì Trang rất là thương mến những đứa trẻ trên đây. Dạ, còn bây giờ thì đây là chuyến một cái video cuối cùng khi mà Trang lên một chuyến thiện nguyện miền Đông, cho Trang xin gửi lời cảm ơn. Dạ, đầu tiên thì đó là chị Thiều ở Mỹ cùng với anh Lê Văn Nhiêu, cùng với đó là có sự hỗ trợ của anh Thái, anh Giàu, cùng với là anh Thắng, chị Hà, cùng với một số cô chú nhà hảo tâm đã động viên Trang để mà hỗ trợ Trang trong suốt chặng đường mà Trang làm thiện nguyện tới đây. Trang rất là cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã luôn tin tưởng và luôn đồng hành cùng Trang đến thời điểm hiện tại. Trang rất là mong quý ông bà cô chú anh chị sẽ luôn tiếp tục đồng hành cùng Trang để đến những vùng quê giống như là những hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ Trang có thể làm việc có ích cho xã hội, giống như ngày hôm nay đặc trưng tới cái vùng gãy như thế này. Trang hạnh thật xin gửi lời cảm ơn rất là nhiều. Lời cuối thì cho Trang xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cô chú anh chị. Trang mong cô chú anh chị lúc nào cũng luôn được dồi dào sức khỏe và thành công nhất trong công việc. Còn bây giờ thì sẽ Trang xin chào ông bà. Xin chào.